Wow, chùm hoa đỏ rực rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Làm Vườn S Garden. Đây là chùm hoa hồng cổ. Chắc quý vị và các bạn cũng đoán ra đây là hoa hồng gì rồi phải không ạ? Đây chính là giống hoa hồng cổ Sơn La. Đấy, hoa dạng chùm, màu đỏ rực, rất là đẹp nhé, màu đỏ nhung nhé, đỏ thẫm. Và thời điểm mùa hè thì các giống hoa hồng đều chăm sóc rất là khó do nắng nóng, điều kiện thời tiết nhiệt độ rất là cao, trên 40 độ C. Hơn nữa nó lại thích hợp để các loại sâu bệnh phát triển như là sâu ăn lá, bệnh bọ trĩ, nhện vân vân. Đấy, tuy nhiên thì giống hoa hồng cổ Sơn La nó vẫn thể hiện cái sức sống của nó khá là mãnh liệt so với các giống hoa hồng cổ khác. Chùm hoa rất là đẹp này. Có rất là nhiều chùm hoa, tuy nhiên thì hiện tại thì nó cũng đã tàn rồi. Đó. Sơn La thì mình xin giới thiệu qua về cái giống hoa hồng cổ Sơn La này nhé. Hoa hồng cổ Sơn La thì nó xuất hiện khá nhiều ở các tỉnh phía Bắc miền núi, đặc biệt là tỉnh Sơn La và các vùng lân cận. Giống hoa này thì do là thuần chủng, du nhập vào nước ta khá là lâu nên là thích nghi với điều kiện thời tiết ở nước ta, rất là khỏe, sinh trưởng và phát triển tốt, kháng bệnh cũng tương đối là tốt. Đối với hoa hồng cổ Sơn La thì đây chính là cái dòng hoa bán leo, vì vậy các bạn có thể trồng để làm hàng rào hoặc là trồng làm vòng cổng, trang trí sân vườn rất là đẹp mắt nhé, rất là đẹp. Tuy nhiên thì khác với hồng cổ Hải Phòng thì cái giống hoa hồng cổ Sơn La này các bạn có thể dùng làm dạng leo hoặc có thể dùng làm dáng chi cũng được. Đây, ví dụ như là cái nhánh này của mình. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là dài. Nó cao khoảng 1,5 m. Đây, mình quay các bạn xem này. Đó. Thì chúng ta sẽ buộc vào cái cọc như này. Buộc dây vào cọc này. Để làm một cây thân chi. Đó, cây dáng chi. Sau đó nó xòe ra, tạo tán thì nó sẽ rất là đẹp. Bỏ đi những cái nhánh phụ như này. Đó, thì tạo ra được một cây Sơn La dáng chi. Còn đối với Hải Phòng thì nó thân của nó khá là nhỏ và leo nó dạng chủ yếu là dùng để leo thôi, không làm được dáng chi nhá. Đấy, không như là Sơn La có thể vừa làm cây dạng leo vừa có thể làm cây thân chi. Rồi, chùm hoa khá là đẹp vào mùa hè. Đấy. Hầu hết là mùa hè thì các loại hoa hồng nó rất khó chăm sóc do nhiệt độ cao, làm cháy hết lá và bệnh sâu bệnh, đặc biệt là cái giống bọ trĩ nó hoành hành rất là kinh khủng. Rất là đẹp nhé. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn một cái giống hoa hồng cổ nữa cũng rất là đẹp và thơm. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục xem cái loại hoa hồng cổ tiếp theo nhé. Rồi, đây tiếp theo đó là một giống hoa hồng cổ nữa xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, đó là giống hồng cổ Son Môi. Các bạn nhìn thấy chưa? Màu của nó màu hồng nhá. Rất là đẹp. Hoa của nó cũng dạng chùm này, quý vị và các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Chùm, chỗ này chùm này là có khoảng 4 bông. 4 cái nụ, chỗ này thì cũng 4 cái nụ này. 4-5 cái nụ. Đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Đây chùm hoa nó này. Hoa của nó cũng dạng chùm.
Đó. Đấy, màu sắc tươi tắn, màu hồng. À, rất là đẹp. Lá rất là xanh nhá. Cái giống này cũng là một trong những giống dạng leo đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Từ đất mà lên thì nó vươn, cành của nó vươn dài, rất là dài nhá. Đấy, mình chưa cắm rèo. Có thể là cắm bằng que nứa hoặc là tre đều được. Đây. Những cái đầu hoa, đầu cành đều có rất là nhiều nụ. Và cái giống hoa này cực kỳ thơm quý vị các bạn nhé. Wow, mình vừa ngửi bông hoa cực kỳ thơm. Đứng bên cạnh của nó thôi thì cũng cảm nhận được cái hương thơm của nó rồi. Như là mùi nước hoa luôn ấy. Nhưng mà rất là dễ chịu nhé. Đó. Thời điểm này là vào mùa hè. Tuy nhiên thì hồng cổ son môi cũng đã chứng tỏ nó có một sự sống khá là mãnh liệt. Lá rất là xanh. Đó, lá xanh. Và ra những bông hoa rất là đẹp. Trong khi những cái giống hoa ngoại thì cực kỳ khó chăm sóc. Đó, cái bông hoa hồng son môi này cực kỳ thơm. Thì đối với cái dòng hoa son môi này, quý vị các bạn có thể trồng dạng bụi hoặc là dạng leo. Đấy, cho leo giàn để tạo nên những tạo cảnh quan cho khu sân vườn của quý vị và các bạn, đồng thời sẽ cảm nhận được cái màu sắc và những cái chùm hoa son môi rất là đẹp. Đồng thời chúng ta sẽ được cảm nhận cái hương thơm của hoa hồng một cách tự nhiên. Đấy. Nếu quý vị và các bạn chưa có hồng son môi cũng như là hồng cổ Sơn La thì chúng ta nên tìm để tận hưởng hai cái dòng hoa này, cũng rất là đáng trồng nhé. Rất là đáng trồng đối với giống hoa hồng leo và bán leo. Đó, mình quay vào tại thời điểm bây giờ là đang vào mùa hè ở giữa tháng 7. Đó, nhiệt độ thời tiết ở Hà Nội rất là cao, trên 40 độ C. Trong khi đó là hai cái giống hoa này thể hiện cái sức sống của nó khá là mãnh liệt, vẫn là sinh trưởng và phát triển tốt, lá xanh và cho ra hoa rất là đẹp. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi cái video của mình giới thiệu về hai giống hoa hồng cổ, đó là giống hoa hồng cổ Sơn La và giống hoa hồng cổ Son Môi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở trong những video tiếp theo. Nếu quý vị và các bạn đang xem kênh Làm Vườn S Garden mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những video mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.